Hello, nghe mic cao rõ không? Ừ. Lo. Rõ. Nôn. Tình trạng của người dùng TikTok gần đây cứ mỗi lướt 10 video thì 10 video đòi bắt đi ngủ. Ôi trời. Vậy đấy. Nhéo đâu rồi Minh ơi. Đừng có hỏi tao. Mày đánh tao hỏi tao à? Tao không có biết làm gì đâu. Chờ đây. Nhéo anh. Đồ lắm mày. Mà tải lên quân này chơi mình. Buổi. Được chơi. Cái đồ má mày vào đâu vậy? Đấy. Đủ má là anh em phải rửa bát rồi mẹ. Chúng mày vào đâu cái anh. Đủ má. Mà lấy xe thằng Minh nó vào cho tao đá ra ngoài. Oh, it's time to do the bed.
mình dài hết nhỉ. Mẹ từ lúc mà nó có cái chèn đấy mình tao thấy là nó toàn hỏi là mắt anh cận bao nhiêu độ, à đâu cái gì ạ, à? Tóc anh cận bao nhiêu độ, nên Rồi tóc lên cận. nó đeo kính cho mắt đi, à nó đeo kính cho tóc ấy. Nghe ngu ấy. Nói chen đấy, mày đi đi. Khi nào mà nhảy được cái bài đấy nó chen tao. Mày nghe, mày nhảy bài đấy xem mày có nhận được công ty không? Mút Đúng rồi. về đâu Tao vào rồi. ai biết. Chết rồi. Mày ơi. Chưa đâu ăn anh. Vâng. Chưa lên cơm. Không chưa đâu ăn. Mày bố mày mua gì? Mua gì? Mẹ đó mua gì gì? Đây thôi nhá, ăn cơm ở nhà đi nhá. Đâu có ăn đâu. Bố ăn cơm ở nhà thôi. À. Tối á, không biết để xem nào. Thế này, mai nhá, bà nói này. Dọn hết đống sách vở mang về cho bố. Dọn hết tất cả các thứ này, không còn cái gì của cho mày, nghe chưa? Ủa, nhớ con đấy đâu mang về. Thế là dọn hết. Mang cái kia, cái nào được thì mang, không cái kia nào để cho bà bán không thì là mua kem cho ăn không thì là còn cái gì mang về. Dọn sạch sẽ, không còn cái gì để lại. Thế nay mai nó qua đến nó học. Tháng năm nó học ở đây rồi. Ok nó Wow. Trung bình sinh viên sắp lên đại học. Hết đồ sách cho bố mày bán ấy. Tao đi đào vàng đây. Ông mẹ tao bỏ lấy than. Không có cần. Ừ gì? Đi ở với Ờ thì tao. đi. Mẹ tao bảo mày từ qua. Ok. Rồi bây giờ là đi đào vàng chơi Tao tao đốt than rồi mà. Giờ đi đào vàng đi chặt luôn than cho mày. time to go to bed. Now. Bro, last cream as fuck. Nói sao nhỉ? Giờ ngoài than ra mày cần gì đâu? Để tao tiện tao đi kiếm một thể luôn. Thả nó. Mày giết con kia không được. Mày đùa tao. Thì mà mày cần đấy. Cái đấy là không làm được. Mày có thể hỏi Hưng. Đừng có máy bắn đá hơn chế tạo robot về đủ với ngầu ai luôn đi mẹ biết thế chưa Willow luôn này cái gì tôi robot chứ mấy lần mày bảo có mà đang bảo đùa mà à, bảo đang cứ nói gì nè số thằng mía từng có Fuck liar. Đâu đấy, mà con đồ ấy đâu nhỉ? Rồi đấy. À ok. Tao bốc rừng ở đâu nhỉ? Trên kia. Hay đây. Bốc rừng ở đâu nhỉ? Mày xem nào, mày làm gì đây? Mày sẽ đánh boss, rồi đánh con chuồn chuồn. Cả luôn. Cái lúc kết thúc game. Tao có sừng chuột quái nào thì quên mẹ rồi. Mày có nhớ, mày có nhớ tao đốt sừng ở đâu không? Không. Tao tưởng mày hỏi tao, mẹ nó lợn. Để thằng Hưng hôm qua có thấy rồi. Là thôi sao vậy? What the tang tang?
Mày đâu vậy? Có bỏ nhỉ? Mày có thêm bỏ không đi? Không. Quá đâu? Tiếc là không. Mày đẹp lắm, biết sao rồi. Thôi đi để đánh kia phát đâu. Căn thủ đẩy. Thương ơi. Mày... Mày có vũ khí gì mới? Mày gần đá. Cái đấy thì thằng nào cũng biết rồi. Nhưng mà ý đó là còn cái gì khác mà mày gần đá không ấy? Mày gần đá mạnh hơn. Mày gần đá chạy bằng năng lượng này được kia. Rồi tao làm gần đá mạnh hơn. Ý tao là liệu nó kiểu robot gần đá không có để có ảo đấy em. Thật sự là không có robot à? Ừ, nó chỉ có mấy gần đá thôi. Mày thích mày có thể đổi trong nhân vật đấy, đổi nhân vật robot là có robot đấy. Hả? Không, tao thích Gao Ranger cơ. Tao nói để đi thử thần phục một con tê giác. Mấy cái bông hoa này có làm mana defuse nhỉ? Cái bông hoa quỷ có làm mana defuse nhỉ? Mà chết. Chứ mới cần choi làm gì không nhỉ? Đồ nó. Cho cơ mà. Đồ nó. Ừ đúng rồi, cho làm đồ hồi máu ấy. Ừ đủ. Thế à? Mèo này khôn đấy. Ơ, tôi tìm được con tê giác ở đâu nhỉ? Như là con tê giác à? Đã chết, quên làm búa rồi, trời ơi. Đi cơ. Quên làm búa rồi. Kệ. Đi làm đi, à không, cái đấy phải có bàn để làm được. Đâu cái đấy cần bàn đâu, cứ làm được. Người ta không có đá, bên nhà có đá hay không nào? Đi mày đang đi đào bán đấy, mày chơi đào à? Tao đi chặt than, xịt mẹ mày. Ok. Tao chặt cho mày hẳn 3 spike luôn. Ngon. Nhiều than thì mùa xuân có thể dùng than làm đốt, sẽ cháy được lâu hơn so với gỗ.
Ok Nigger. Tê giác ở đâu nhỉ? Nghĩa là có con tê giác. Đó, hôm qua có thấy mà nhỉ? Ảo giác rồi. Ảo giác mẹ. Mở bản đồ lên mà xem. Không thấy, không thấy. Có là có đi qua rồi nhưng không thấy. Tao còn bị nó hút mà. À không, nó còn hút mà. Không phải bị nó hút mà, nó còn hút mà. Tao có về nhà phát đây, không có gì. Đáng đứng yên, tự nhiên đi, còn lấy cái cắn. Ôi giời ơi. Không những gì cũng xấu ai. What the hell? Thấy bò rồi nhá. Ngon. Thôi cắt lông bò tao đi, ở đây cắt lông bò lên. Ê, phá cả hồn đi chứ này. Cả hồn kéo. Được. Vậy mình không có kéo. Để tao đập trả lợn về cho bọn mày nhá. Vì em đây em. Bò tận vào nhà chúng mày. Thì nhà có đồ ếch mà. Dưa hấu với cả đấy mấy cây trồng chín này này. Có dưa hấu à? Có dưa hấu này. À, ở đấy biết đấy, tôi thì đi bên đó xử lý. Về thu hoạch nhanh, mấy hôm nữa thối. Ờ, tao cả đấy, tao lo quan ngại đi. Mày eo con lợn nó ăn mất cái da heo rồi. Vãi. Da heo cháy tỏi. Thịt cắt. Ủa chó lại ra. Ờ, bị đồ bót chinh. Chưa gặp chó mà rồi. Rước một lần gặp. Vãi. Để cả bên này là có bò. Sao bên này mà trả lại tiếp vậy. À, Mr. B sắp đến rồi, anh em quay chơi nhé. Được rồi, cứ... Đêm nay cứ ở cạnh bọn bò thôi chắc. Vậy anh, sợ. Tao không có vũ khí đâu. Mình, cái tủ hộ. Dễ phát được rồi. À, ok. Vậy, nhiều thịt này không lấy đi không? Tao cầm một cái. Không, nhiều lắm. Đây đi. Ok. Nhưng mà chó về nhà. Thì lấy đi. Đang nhiều ở nhà, đang nhiều. Để đứng, nhiều thật. Lẽ sắp sửa có thịt nữa này. Ê, bảo vệ con ruồi. Nó cắn ruồi mày. Thật sự đang nấu ăn. Đấy, đấy, lấy đi, lấy đi, con chó ăn đấy. Đi lên. Ừ, tao có cầm đi nhé. Người có lấy đi ai bỏ gì đâu. Ê, cho hai bụng tham. Vai lồn quý vậy. Phải ngay cô vương. Mày quay trường nó cắn con rùa ấy, mày có đánh tao rùa ấy. Bố ơi, cứu em. Bố ơi. Bố ơi. Mẹ lắm chó này. À đây, bố đánh rồi. Bố ơi, cứu em anh bố ơi. Ngon, cậu một thịt. Có hai con rồi sao ấy? Mỗi thằng hai con. Mẹ sao, sao chỗ tao tận 4 con đấy. Vâng. À không, tao nói phép đấy, vẫn còn nữa. Đây, chỗ tao lại có... Một đi con hồi trước ấy. Rồi, có 4 con kể chưa. Đây là thật lòng. Chỗ nó yên. Không có đi đâu, chỉ chuyển từ đêm này sang đêm khác thôi. Muốn, nó cắn tủ ong rồi. Ha ha, ai lướt bỏ. Vậy ai, bệnh hoạn.
chê chó luôn kìa. Đấy, chê cả bò luôn chứ. Không rồi. Này, này tao nhóc mày đi. Mẹ bọn mày. Tao mày dẫn đéo gì nhà đi. Có 4 thịt. Bãi nó có một chiếc tờ ta, mẹ. À ngon, bên đâu này, đâu gì đâu. Hồi nào không? Một mật, một thịt, hai củ. Đây là có hai cái forget me not. Nó được hồi, nó nhiều. Forget me not. Ê, tao không nấu được đấy, tao không nấu được trà chúng mày. Rồi. Trà của bác ấy. Tao vừa dùng mất rồi. Cái gì? Wow. Nó là một cái găng tay. Thì đó là nó này. Mày ăn đi rồi làm cái đéo được. Đi chơi. Cút. À, vậy đi ngay than đâu? Từ từ, đang đêm. Đợi đi, tao phải đập đi đập nhà bò. À đâu, nhà bò. Nhà lợn, xin lỗi. Nhà bò. Bao giờ thằng này không yêu thương bò. Nó chỉ chỉ lợi dụng. Không, ý tao là ý tao là nhà lợn. Nó chỉ lợi dụng thôi. Không. Nó là một con người nhà bán. Thôi mày là con nghiệm á. Ủa, đau mà. Ui dồi ôi, cái thạch, ui dồi cái thạch. Mày đã rơi bên nhà nha mày mệt đấy. Nó mà rơi vào nhà mày mệt đấy. Ui dồi, ui dồi. Nó chết con chim rồi này. Rít chim. Ui dồi dồi chúng tao à. Ừ giời, nhưng em Gary sắp thối rồi. Mà tao còn 40 phân bón. Ngon. Anh em có cần tớ nhẹ nhỉ, tớ đi kiếm sức thương. Sao nó có bot game rồi đấy? Có bot game rồi kìa. Ờ. Ủa có lẽ nó làm luôn hay sao ấy? Sao tự hỏi nó sẽ làm phải là bot game gì? Không biết là tao phải thấy là nó chỉ đến là 1 đến 4 người chơi. Nó hiểu người ta chơi kiểu gì. Thì đấy phải mua biết được. Nào Nam Bộ. Nhưng mày chơi cửa đéo gì nhỉ? Nhưng mày có bắt game chửi luôn. Đi tê giác này chúng mày. Đấy, có vẻ đến chút của tao đấy, ở đâu ấy? Có mỏ đá cạnh nhà. Mỏ đá à? Ok. Em mày dụng nó đi hút mấy không có bắt đi. Đang để sao? Chế tao là con mệt mắt. Không biết làm sao lúc con vàng mình nghe nghe kẻ
đi. Ok. Có gì nhưng mà tí qua bánh đông nhặt cái bẫy cái thỏ. Làm gì cơ? Nhặt bẫy thỏ. Ừ. Ý là tính qua ấy. Làm gì cơ? Nhặt bẫy thỏ. Mẹ. Thỏ á? Ừ. Nhặt ấy. À, bẫy thỏ không có này. Không, nhặt ấy. Nhất là nhặt về á. Không, ý là để kiểm tra xem có dính không. Mình chắc bảo không có cái nào mà. Ok. Ý này nó không hiểu. Bảy. Hai cái bẫy thỏ qua, nếu có nào luôn. Sợ thật đấy. Oh, it's a hoodie, man. She's come. Maybe. Anh ơi, tao lỡ đánh một con này nó chết được. À, không đánh được, không đánh được. Oh no, thì sắp hỏng rồi. Không biết em. Châu Á thấy con mình sắp hư hỏng nó quyết định dùng tủ đông thay vì tủ lạnh. What the fur? What is that? Kéo vậy? À, kì ấy. Mơm này. Ra ngoài buổi chiều. Đừng có vứt lao, địt mẹ mày. Mày kiếm cướp rồi. Thắp lửa lên đi à. Mới nói nhưng em nghe. Ồ, bố đâu hết rồi mình nhỉ? Gỗ thật cất trong rương này, thằng lồn. Một lợn này. Ừ, thì đường cứ được. Chế à, mâm. Em tao đang đi làm lấy cho chúng mày ấy, đi làm leo ngủ chúng mày ấy, lợn. Chế rương đi mày. Mày có mót thẳng hàng, tao không có. MC à? Ô mưa mẹ ơi. Nó đuổi theo. Đấy, đi ngủ anh em. Có 6 con chó băng, nó đang canh một cái gậy băng. Thật à, chết đi. Chúng nó đang ngủ nên tao thừa cơ tao cũng luôn. Phải, cái canh là mẹ ơi. Thật đấy, nghe ngủ quá. Canh nó lấy thì nó canh không mẹ anh. Giờ nó cứ vậy. Còn nghe ăn ngủ. Mày đào bao nhiêu vàng? Tao đã đào đâu. Mẹ. Như nào, chôn chưa? Ảo tao đấy. Không ngờ luôn.
thấy cái thịt đùi ở giữa đường, cứ tưởng green meat, hóa ra là bẫy con mơm. Free hết. Mình chạy ra nhặt thì con mơm cũng kích. Anh ngồi ngắm đây luôn. Cái đồ hơi đầy của ông CD player. Tạm mày làm tao cái gậy đi. Ngon. Cô bác. Cô giấy cá. Đang mơ tưởng mới. Tưởng mơ giấy chuột. Giấy cá nhau. Giấy. Tao. Chế được cái gì không nhỉ? Đau đầu quá. À. Ở đây là con đấm này ăn đi. Đấm xanh này. Thôi bé ạ. Đấu lên mà ăn. Tôi hỏi kéo đi. Này chế hạt giống này, cho mày chế hạt giống này, nó đau đầu này. Cái này chơi đúng không? Chế 10 cái. Cầm được không? Nó xem vũ khí của tao cần gì nhỉ? Phải được cái đông bóng đi nhỉ? Đây, để làm kéo. Hay làm đi. Tao không... Nón chỉ huy, một chiếc nón bảo hiểm phù hợp với hai nữ hoàng và kim thực tế. Ok, sao được. Tố có sở hữu vậy? À dạ, quên hết đấy, mày không nhắc cả tao quên. Phải rồi mình nhỉ? Ở trong này một cookie để tí dùng bom nổ nhanh đi con mẹ. Bỏ đây. Mẹ sao mùa đông rồi bố ơi. Mẹ đào đây hỏng. Ít quan tâm, ha ha. Mẹ con lợn. Kéo chế cái gì. Cần một cái kéo. À. Xem là có gì hả? 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 Thằng Hưng tiện thì đi đào vàng luôn nhé. Tao đi cạo lông bó và chặt tiếng gỗ rồi. Không đi đào vàng nữa rồi. Đi anh xem. Đi anh xem. Yếu lắm, xấu lắm. Quân nhện anh nhìn máy cứt xong này nó gào lên này. Anh nghe có tư không? Đúng. Nào. Nào. Mày. Mày. Mày.
Wow 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 tôm ngon cái đồ ăn cái đá mặt trăng này có tác dụng gì không nhỉ? Lỡ what the fuck sao tôi bị lạnh? Ê phải không ạ? Ở đây ạ? Biết sao đờ? Không chắc được. Sang đông rồi anh em này. Sang đông rồi. Ồ, xin. À đâu đâu, cái ngày 16 chơi à? Đến trôn ấy. Mày chơi trôn ngoài kia. À, đang mưa lạnh không? Nhà đâu nhỉ? Mẹ chém cái con đen rồi, sao thịt này. Nè, ta chỉ cần... Ta chỉ cần... Tư điện tôi... Ủa, lấy cầm mình. Ồ, mưa lâu nhỉ? Ừ, hơi lâu ấy. Tao sắp đầu bị lạnh rồi này. Ồ, đi mẹ, đừng lạc ở chỗ ấy. Mày chết. Mày chết. Mày xin lỗi. Ôi, đi cụ. Thì múc bàn lên chết. Mình bị ếch gần bàn. Quá không? Thế chủ Pin Memory and Link. Ôi dịp mẹ mưa lâu rồi. Má ghép. Vô lơ. Mưa không ghét không? Mưa không ghét này. Tao chưa bao giờ thích mưa rồi. Sắp đây tao trông đéo thẳng ăn không? Kêu vào nước đá. Ô, cắn chết mơm rồi. Ô, đây là cắn tao rồi. Ô, em chỉ đi ngang qua em thế, em không làm gì.
Thì sao tự nhiên lại có chó vậy Hưng? Thì ta bảo mà chó nó canh thì dậy băng, xong tao cuốn luôn dậy băng. Và thế là chó đuổi nó. Chính xác. Ôi đừng đuổi em ơi. Ôi lại đuổi dai quá. Con chó bảo có cái đầu mùa. Ôi nó cắn chết tao rồi. Ôi ôi. Ôi ôi. Yêu. Không ai hiểu mày đâu con trai. Yêu. Đuổi dai quá. Em trả như vậy được chứ. Sao trả đã quá muộn. Ý, tôi vẫn đuổi thôi. À nó thao rồi, nó thao rồi. Nó đéo tha. Đi. Lại còn lạnh nữa. Ôi xong. Đùa tao à? Hồi bé tao cứu chết này. Không thể ngờ được. Đứa thích đồ ăn ở đây. Unbelievable. Không cần cứu hay là dùng touch stone. Hả? Mày thích cái nào? Nghe tao cứu xong, tao còn đi đào vàng lên, mà tao hết vàng rồi. Chắc là tao sẽ đi dùng Tassadon. Hello. Nhưng mà trời lạnh thế này thì mẹ kiếm không? Hưng ơi, tụt não quá Hưng ơi, có thể hồi sinh bằng đá sạm luôn không? Đang cố gắng. Não tao qua nay lạnh phát đủ mà não tụt như thực quản. Đúng rồi đấy, nên mày có thể hồi sinh mà chạm luôn đúng không? Đi ok, cảm ơn nha. Come on visa nha. Yes. Đúng rồi. Yes. Răng chó mình cắt bò, cắt lưng bò nhé. Ừ mình gầy. What the talk though? Chó này ta tưởng mày tưởng không được thế đuổi mày nhưng mà không đáng kể lắm. Mẹ nhặt đồ quanh cái tủ nhẹ này đéo an toàn tí nào cả. Ồ, vẫn giữ được một con thỏ này. Thần kỳ vậy. Spread idea man. Chết tiệt. Không nhặt được cái cỏ là được đó. Con game này cứ đánh hạn quá. Ô đít mẹ ơi. Làm lửa đi. Hả? Game lag thôi đi. À đây rồi. Chế săn cái kim rồi này.
Không đây nhỉ. Chết rồi, đâu rồi. Bây giờ chúng ta đẩy ra tí nhỉ, ta đẩy nước thôi. Tí nước. Bắt được tốt rồi. Tiếp nhận. Ừ. Lợn đâu đi? Gần nhà mình có đường mòn đi theo rồi. Cũng một cái đây nhỉ. Đang chặt thêm rồi. Đang tay của nó có 10 này. Cứ thế. Thêm. Là nhiều rồi.
chiều rồi về nhà đi. Cút. Cắt bỏ à, cái lông bỏ anh. Cắt bỏ. Đổ nè. Bạn đâu rồi Hương ơi? Em xin bán đi, bán. Em xin bán đá đi, bán đi cơ lớp đi. Đúng được, nhưng mà nó không trâu luôn nhé, bị tập phát hỏng luôn. Thì đấy là lý do tại sao nó rẻ mà đúng không? Mình kiểu nói lý do thì sao nó phải có robot à? Đúng rồi đấy. Chúng ta được một con robot solo lại đi club. Không biết đâu to. Còn robot to bằng con đi club. Em chạy châu à? Nghĩ hay rồi, kiểu cái con Vinola nó sẽ có một cái kiểu là item riêng nhập được ở các tàn tích, gọi là các bản thiết kế robot. Con này có thể chắc, ông chặt thêm cây bớt cho tôi đi. Nói gì ông nói phép đi. Ngay mà robot. Nhưng hôm nay thì bạn hãy đôi hết mình đôi nhà sản xuất để nó tạo robot. Cắt. Ê thỏ ăn cái gì vậy? Tao nó sắp chết rồi không ơi. Cứu theo ấy. Cái gì cơ? Thỏ nó ăn cái gì vậy? Cà rốt hay là berry? Văn mày nói gì cơ? Thỏ ấy. Thỏ. Thỏ á? Thỏ ăn. Thỏ ăn cỏ. Nhét cỏ mồm ấy. Nhét berry, nhét berry. Berry mồm. Đéo quá, từ từ. Ta không để nó chết được. Mãi mới không có cỏ. Mở gần đây không có bụi đây đi được cả. Tục bắt cỏ rồi. Không, cái đang ở mỏ đá rồi. Ồ, thế chịu. Hết cứu. Hết cứu. Đéo này được, không thể chết được. Nhà Mero. Rồi, bằng là chả chết, làm thịt nó đi. Trước khi nó biến thành phân. Thôi đó. Mình về. Hello. Hello con cắt. Con biết đéo gì mà sao? Chưa bỏ. Mà rít thỏ, ta đang ở bỏ đá. Ô đi. Đéo hiểu, mình lúc nào cũng đần nhé. Đéo thì còn mình làm sao nữa. Mình lúc nào cũng đần nhé. Có ai đần mình, người còn đang. Gọi tao la rồi còn chúa. Cho vào xong một đâu mà nghe là phải đánh nhanh tiến độ. Ok. À nhà sao nó không cho xuất hiện mấy con khác nhỉ? Có cái gì xuất hiện sói nhỉ?
Con khác ý mẹ sao? À, biết rồi. Rồi đi mẹ ơi. What the fuck? Cầm của mình leo núi. Đi đâu vậy? Mountain cook. Nghe gì Google gì cả, vút tay vút này. Tàu hủ nghe đang vui. Nghe tàu hủ. Nó dịch được tàu của nghe đang vui. Kiểu tàu tay ấy. Bọc cái cốc thì nó đúng là cầm rồi. Những người đi chè. Để tao bảo vệ mày, để tao bảo vệ mày. Chú đọc ơi. Đi trẻ trong giường ấy. Nitter. À, nó tên là Nitter, nếu mà để nếu biết nó sẽ là Nitter. Mẹ mày biểu. Con gà nó ăn hết rồi. Con gà đi gì? Con gà nó kia gì rồi? Không quen rồi. Không có bất ngờ. Còn nghĩ thì tao phải đuổi đánh mẹ một đường. Đéo được rồi. Bye. Bỏ con nghe rồi. Cái đấu thì ăn đi mày, không cần. Ok đấy. Đây là Generator. Nó thay đổi hình ảnh ấy, chắc buồn cười. Cú đê cú phát. Hay rồi. Cái gì hay không? Cái gì mẹ tốn nhiều đá lắm mình ơi. Ôi đừng, tao đào nhiều lắm nhưng mà đừng. Tốn nhiều đá lắm mình ơi. Đập đá đi. Ừ. Đập đá. Bảo mạnh gì á, mạnh đang đập đá rồi nè. Đập loài lên rồi. Nhưng mà đừng. Đưa đi. Bỏ đi đi. Bỏ đá đi. Mình... Bỏ đi. Đá mình ơi, đập đá đi. Biết rồi. Hết. Ta cùng đập đá. Xe ở Disney Club đập hai phát nát đến kẻ là dàn của mẹ nhục. Chỉ dẫn dụng chúng ta ra chỗ khác mà đừng đéo đập được nát. Thì bên phải tăng cho nó phải bắn ta. Không phải thế đó. Đủ. Hay chắc có chắc thử nó vào cái bùn nhìn vào trên nam được không? Tao không biết đấy. Chứ còn nếu mà nó ít đam bằng cả đánh trưởng của tao thì lúc cứ mẹ. Đúng mấy đam mà. À thế chưa? Đam tay của tao là 10 thì đòi cái đéo thì thêm nhiều thôi. Mày đòi hỏi gì ở kỹ sư? Qua môn. Cầm giáo thì của tao là 34. Yếu ngang mấy con bình thường. Đủ đấy. Ô Hưng ơi, thắp lửa hộ tao cái. Đeo. Ô, quá rồi. Ừ, ba đêm. Ủa rồi.
Con mày làm cái đéo gì vậy? Tao lại nhau mày mà mày hút vô mày mất tất sắc. Ủa, nó chạy có mẹ đâu. Nhớ anh ấy. Mẹ mày tối mẹ. Về. Mấy cây bơ bắt đầu trụi lông rồi này. Hôm nay ngày 19 rồi. It's time to go to bed. Mày, tao làm gì chúng mày không phải gọi cả đàn nữa thế hay? Còn gì ấy? Nhẹn. Nèo 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 nèo. Làm gì nhỉ? Đào đá tiếp à? Đập đá đi. Rồi mày chán mày ra cái đánh boss được. Dạ. Này. Hả? Giờ tao cũng ra đập vàng, mày ra đập chó ở đâu đi. Vàng tao đào hết rồi mà. À, ở trong đây á, trong sa mạc á. Trên cái chỗ con ruồi. Một cái ruồi. Sao? À, đập chó thì đơn giản rồi, đập ruồi. Không biết đập chó mà, địt mẹ. Tao đập vàng, mày đập chó. Phèn nhau. Nghe bị đéo gì vậy, không hay lắm. Chó đập mày, tao đập chó đi, kiểu vậy. Cái đéo rồi. Phải có giáp. Đập vàng cũng cho mày dùng đi, cho ai dùng. Xong rồi tiền thể đá rồi đáng hưng luôn. Này nó dẫn nô lệ xong rồi sống với người khác rồi. Rồi. Đó là dân cộng sản biết sao rồi. Sắc cộng. Thôi đi rồi. Để tao làm mấy cái cục gì mày không biết rồi. Cục ấy. Cục. Cục ấy. Cứt. Nếu mà làm mic bong thì trong tủ lạnh nhiều lắm ấy. Mấy cái cục để đỡ ấy thôi. Cục cắt. Tao kia dễ lắm rồi, mấy ngày dùng lên đi. Dễ, tao nhét đi trong một gương rồi. Thôi mình thích đợi cứt. Không, mẹ. Sao? Ở đây đâu vậy anh ơi? Ở đây đâu vậy anh ơi? Cái gì? Để cái gì coi? Đá, đá, đá. Đá. Số đéo rồi. Chơi đá cũng mạnh. Đây, 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 đây. Tôi đang xem này có sỏi. Sỏi á? Hai vết đá đây á? Hai vết sỏi à? Không gì nào? Chết. À, đá để đâu? Rương làm trống gì để? Đây, để con này này. Anh đi che này. Anh đi che để trên kia. Cái gì vậy? À, con thỏ chết không biến, nó không biến thành ấy đâu. Nó không biến thành ấy đâu. Nó biến thành thịt quái. Ngon. À, đi đập vàng. Đá đâu rồi? Đá đâu rồi? Đá đâu? Đấy mà đúng đấy. Cú đi em. Ây ôi. À để lại tí mấy viên làm. Rất nhiều đá. Sướng quá trời ơi. Mẹ gồ mẹ ơi. Đập quả, đập thịt chó rồi thêm thịt đập vàng cho mày dùng thịt đá cho thằng thân dùng thứ quá rồi. Tôi muốn làm cuốc chim thôi nha. Tao không nhận. Làm gì à? Đá để tao chơi. Tao có cuốc rồi, không phải lo. Ông ta làm mấy cục cục thôi. Cục cất thôi. Thermal stone. Exactly. Tớ ra, anh chọn đi. Tí cướp ở đây á. Tí rau tí cướp.
đồ mày cứ vứt hết ra ngoài có gì tao sắp xếp xong nữa, vấn đề đéo gì đâu. Sao có gì không? Sao tao thức ăn này, vấn đề lớn đấy. Bro. Từ đấy tao tí đi, sắp thức ăn đấy. Thế mày qua đâu? Hả? Hả? Tại sao á? Mày có ăn thức ăn không vậy? Tao có thức ăn mà. Ở đây ba. Mẹ lạc quá. Wow. Chào. Wow. Đâu nhỉ? Minh em mày đâu à? Hả? Tao đang chỗ thằng Hưng rồi. Xem nó xây mày bằng đây. Ui. Đây là con búa này. Bù bù bù. Nhanh. Lan rồi, đi cái lồng quá. Bắn thử con lại đi, à bắn thử con kia. Cái tự động. Hai ba viên mới chết một con. Vậy. Cái này nhiều rồi. Nhìn này tao có thể tắt nó đi được này. Sao tao tắt được? Vậy, nhìn ra tao tắt được. Tao mình ổn không em? Nói gì đây? Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Để nó rơi không? Lối đây. Bắn đi, bắn đi. Phải bắn một. Phải. Tao đang điều khiển chúng nó. Em do mày điều khiển à? Bắn nó xin nhá. Cái này điều khiển được luôn à? Ừ, điều khiển được. Vậy. Thế nó đang cần điều khiển à? Bắn nó nhìn. Có chắc nó biết điều khiển không vậy? Lỡ bao ấy. Gì mà nhắm hụt? Đi đá của tao không nhỉ? Ôi trời ơi, đi mẹ. Trời ơi. Đi đấy. Sẽ học lại, chắc phải học lại 7 năm hay sao ấy. Thì mẹ Hưng ơi. Chơi cặp mò nhiều như này không hay đâu. Đủ nha, mày chuẩn rồi nha. Chết mẹ bốc nhau rồi. Mẹ ơi. Ôi, sắp tối mẹ ơi, đi mẹ. Ê, thằng nào xây cái bên lửa ấy đúng không? Thằng nào xây rồi. Mẹ, có bắn quá. Nhà bách cứt. Ô, Minh thấy nhảm quá, Minh lép rồi. Tại mày ấy. Con mẹ. Mẹ ném máy, thì cho mẹ ném hết cả. Cái này bót đấy, người gì không biết đâu. Tí tí ta tăng tốc độ đánh nó lên. Chỉ cần có thêm điểm kỹ năng thôi. Anh bạn là anh bạn gặp mặt tốt đấy. Cộng một respect. À bắt đồ đồ mà bắt rách à? Mèo mèo mèo. Bắt rách đi. Mặt thế thôi, bắt nhiều làm chi. Mình đồ mình. Đợi đi. Làm cho tim anh đau mình. Nó đang sạc cái điều khiển ở ra này. Cút mẹ điều khiển cái cạch kìa. Tao điều khiển đâu không? Hay chỉ mỗi mày không? Tao điều khiển thôi. Tao muốn thử. Nói đây thôi. Vậy à? À đéo là cái lồng gì? Thank you.
không thử này. Đấy. Chưa phải là... Để đơn ra kia. Có năng lượng không nhét vào đi. Không, cứ bấm vào nó hiện bản điều khiển ra. Còn nếu nó không hiện lên chắc là mày không dùng được rồi. Đến gần thử xem nào. Thử. Người ta đấu kỹ năng này đâu. Dạ mày, ta đấu kỹ năng 4. Đồ đi ngay. Đào vào đây là gì đấy. Mình gạch. Thay nhập, xe. Xe có nhập rồi. Em mình nghe lông bò đâu mình? Lông bò trong rương. Thay nhập. Này, cậu đâu nhỉ không nhỉ? Cái remote của ta đâu? Đây đâu, ở đấy đây. Ở đây, đây, vứt giữa đường thế. Báo, cái đâu dùng được. Mẹ, nó lợn. Thì cái báo không dùng được mà. Không dùng được. Ta đủ chưa, ta đâu dùng được rồi kìa. Bạn mình mà nhà từ đâu game bây giờ được 20 phút rồi. Hỏi con rùa ấy, hỏi đéo tao. Ít mẹ. Không mà đổ lỗi cho rùi. Lâu mấy con rùa ỉa mà tao có ỉa đéo luôn. Vãi. Mà nó ỉa tay rồi, vãi. Ít mẹ, chúng nó rắc rưởi. Không tin được. Không phải tin được. Tin mà đi vịt. Sao mà đẹp thấy cái bẫy ở chỗ máy của mày Hưng? Hả? Cả đấy. Sao mà đặt mấy cái bẫy ở chỗ máy của mày? Mày đặt ở cái chỗ kia. Mẹ loi mày. Ở đi rồi. Ô, một đồng rồi. Thôi, đi đập vàng đánh nhẹ thôi. Không, cứ đang sang nó chúng mày. Ô, sao tao gần chết đấy? Mày bị Hưng ném chết, gần chết. Ô, đi mẹ Hưng. Sao như thế đấy? Mình không nghe nó. Không ngờ luôn đấy. Cả bệ. Ê, cái đèn của tao có thể phát ra nhiệt chúng mày. Ngón. Cái gì cơ? Ngón đấy. Nói chung là cái đèn này có thể phát ra nhiệt. Ngón. Thế tuyệt vời quá còn gì. Đèn gì? À, mày lắp cái đèn tao đủ ở nhà. Mẹ. Ê, có cái gì hồi máu không? Mẹ tao 13 máu. Cái lồng quá. Cứ léo em ơi. Cứ léo em ơi. Lẹ. Thôi không được. Mày đánh nhện đập vàng lại nhá. Thôi lại cho tao. Không lỡ không gì. Mày cho đi đập vàng, tao đánh nhện lên chúng mày. Có tao là thằng đen đập vào vàng à. Đi ra. Thì tao đập vàng mày đánh chó. Hả? Hưng làm gì ấy? Tao biết đấy. Trong khi tao làm cái đéo gì cái máy nó rồi không biết bắn, em nói bắn như cướp. Chơi bắn nhiều vào hơn đây, sau này thành bét cóc mò.
giờ ngôi sao nổi tiếng. Nó rách. Nó rách. Ô, cái thằng mạnh móc móc đồ ra cái khiên hay vậy. Đây là kỹ năng của ta. Cái kia này dùng tốn mấy lần, được mấy cái hết mẻ đồ bền. Rồi lên. Có tao được không? Kiểu nóc mắt chẳng hạn. Đây. Parry. Đâu có chắn được ấy. Khiên tất nhiên để chắn rồi, đi mẹ nói như lớn. Khi không chắn thì để làm gì, mẹ bảo có cách tác dụng gì nữa. Kiểu nóc mắt ấy, để đẩy lùi. Không, đám nó đau hơn. Parry. Đang bắt đầu cả cái giáo rồi mà ảo có thế. The fuck, đéo. Gì cơ. Đang bắt đầu đau con giáo rồi. Giáo một nửa đang cái này. Ô, nấm xanh được xong hết rồi. Phải đấu lên thôi. Cái này còn 15 não không đi, sao đâu. Không. Giờ này à, cái mũ ta đang đội là cái mũ giảm nhiệt. À, tăng nhiệt nhỉ. Yeah. Uầy, cái đèn được vãi rồi. Vãi, cái đèn này có bao giờ hết không? À không, hay nhiên liệu hết. Vẻ yeah. Trung bình những câu hỏi của những người tin vào năng lượng vĩnh cửu. Cái này tầm xa hết nhỉ? Ủa lại. Đầu mình em này không muốn đi đầu vàng hay cái gì không? Đại trời sáng ấy. Còn tớ nhẹ đâu? Tao làm cái mũ lông phát. Đấy, tớ cho mày cái mũ của tao này. Cái đèn này phát ra nhiệt. Được đấy. Vâng. Ồ, thế còn mày đâu? Tao làm cái khác kiểu sao? Thôi đi bên đưa lông bòi, cái mẹ nó lợn. Đây, lông bòi trong gương. Cái đèn bóp quá. Ủa, sao tắt đèn đi vậy? Nó tải cái làm tầng khác. Ủa, à, là một cái mũ này tốn 4 lông bòi. Ồ, tiết rồi. Tuyết rơi, tuyết rơi. Mùa đông ơi, xin hãy làm tuyết rơi. Thằng đứa anh em về. Vứt. Điều mình. Đây rồi. Đi được không? Có đi rồi. Đâu rồi? Echo baby. Echo baby. Mấy con bím đâu hết rồi. Bím. À mà mùa này chúng nó không ra nhỉ. Quên. Bím. Sao lại là bím? Bím. Qua tờ tăng ta. Ô đi mẹ mày né né ha. Con lợn này mày chưa nha hả? Mày thấy mấy con kia không? Đi con mẹ ơi. Con kiểu, ơ kim trắng. Đấy, rồi đấy. Giờ tao đào vàng đi, mày bảo kê rồi tao đi. Mày em. À phá cái xương kia đi, không nó hồi sinh lên túi. À, không để tam chó được rồi. Để đi. Như vậy cho lại nhiều lắm em ơi, phá bớt đi. Phá một cái. Phá nhiều vào, phá. Phá được bao nhiêu thì phá. Nhiều đấy, lắm nhiều, mẹ. Nhiều lắm luôn. Mẹ mày thử lên trên em, đi mẹ em. À thôi, để nó farm mấy quân hai cậu. Ý vậy là cánh cụt. À, cánh cụt. Để cũng phá bớt đi chứ em, đông quá rồi thôi. Đấy, cái lúc này để pha một tí xương. Đào đi. Phá đi, à đào đi mẹ, tao bỏ kê mà.
tao ý đập bớt. Chứ cứ đào đi, việc của mày gì ở đâu. Ok anh ơi. Chứ cứ để mấy con chó nó farm. Ô chết, quên đem đồ ăn rồi. Lùng quá. Ê, tao có đồ ăn. Ngon. Ôi, tao tưởng đuổi tao, tao hóa ra đuổi ông kia. Lấy đài đuổi. Nè. Hả? À, chà, quý tộc gì? Nhớ đây là món súp hầm ruồi. Giờ nhìn qua đây. Ô, tao bị sao ấy? Ô vãi, tao bị đâm đầu đá mày. Vãi. Cái gì? Nó bị trơn đâm đầu vào đá. Đấy, nhìn. Đấy. Thử xem. Tao không thử đâu. Yes. Anh em, mày biến tôi này cho đùa. Tính cách. Tôi cả nên bị gì không? Không lại ngã kìa. Không mẹ. Ốc chó đéo gì. Cặc, anh nói gì cặc. Ốc cái gì ấy? À, vậy đốt thể. Giật mình, kiểu con người ấy. What the fuck? Mình có thở những cái thứ hơi nguy hiểm. Mày là sắp đấy ấy, thật sự ấy. Đấy, nhìn hiện lại tôi đọc hết của mẹ ấy. Bên trên có ăn nhiều lắm, mà mày có dám theo không? Nhiều, sợ đéo ấy. Ê, phạm tí xương này có gì để làm áo mưa không anh nhé? Làm áo xương. Mẹ em mày cắn mũi tôi ạ. Đâu, có khi nãy mày trơn trượt bật đầu đá xong nó bị choáng ấy. Đấy. Thôi đi được. Đầu đầu quá đá. Đúng rồi. Oh, let's ram này. Thái ơi, sắp tối anh ơi. Thằng anh em còn đâu. Mùa đông mà, nói gì. Mẹ mùa đông nhanh tối đi. Có bếp lửa hay lửa trại không anh ơi? Có cái đất nước này à, có bếp lửa. Định mẹ, hình như mày định nói là có bằng Việt thôi. Vâng. Nó có bếp lửa. Thế mình nghe, đúng này sửa cũng được ấy. Ủa đéo, ở đâu ấy. Thôi, tao không ra đấy đâu, địt mẹ rồi. Trời ơi. Trốn nữa rồi, địt ra tí con ruồi nó hôn phát chết luôn ấy. Không rồi, con ruồi. Mấy cái điều nó gỡ đi. Đấy, mấy cái ruồi. Hớp vậy. Ra đây đi, không cần phải làm biết nữa đâu, quá lãng phí. Khả năng tao nếu chỉ ở đây thì tao. Ồ, khả năng, thử đi. Đéo. Ra đi em ơi, ra đi đi. Ồ, lát. Được rồi. Nó già, không cần cái bếp rửa này. Ui, tao nóng quá. Tao lại đói rồi. Đây đây, có thịt quái vật này. Ăn tạm đi em. Đâu? Rồi ăn tạm được biết sao rồi.
mẹ nãy tao bảo tao đói xong rồi kỹ mày thải cục thermostone ra, tao tưởng mày thải cứt đi mẹ ơi. Phải cứt, mẹ ơi, tôi chế game ấy. Anh nhớ em mời mày cục ăn nữa. Ôi, thì tao không ăn nhiều đâu. Làm miếng đi. Thôi cũng được rồi. Ô đi. Phải cứt. Thôi đi cắt. Cả đá đi em, anh mà xây dựng nha. Tao kì em anh ơi. Mày năng suất lắm. Đâu rồi? Đâu rồi, mày bỏ nhiều lắm ạ. Bên đây em ơi. À, nhầm đường. Bên đây em ơi. Ố, địt mẹ mày lát. Nhà anh có mẹ mà hải cầu luôn. Mình văn cỏ nữa. Gặm cho nó đỡ mất. Lát mua ơi. Tốt mày luôn. Địt mẹ mất rồi. Phải rồi. Ăn thịt quá chứ không? Biết sao rồi. Cái lâu quá sao tự nhiên. Mẹ em còn 2 độ đói. Rồi, sáng rồi. Nè nè nè, không chết đấy. Rồi, tao có măng này. Vãi sao mày có măng? Măng. Măng. À đây. Hà biết cái gì? Ô, ô đi. Mẹ. Ô đi không mẹ. Đây em ơi. Đây. Đây. À đây. Đâu đâu. Đâu vàng đâu, phải vàng đâu. Sao hiểu được đâu, không có nhất là phải vàng, nó cứ đáng được. Như này. Đâu đây. Bên này. Đó, đi lên trên đi, lên trên có vàng. Gặp đi để cho nó mất. Đây. Ê, anh Hưng tiếp tế lên thực kia một cái anh Hưng ơi. Ô, đi bị quẹo ấy, vàng đâu mất rồi. Nó không mất, nó chỉ không có rồi. Ô, vàng đâu rồi. Gặp đi mất. Phải để không có vàng thôi chứ còn gì cũng có đi. Ô, chỗ này nhiều vàng lắm mà. Ở chỗ nào? Đất. Đủ má rồi. Ô, cái gì đấy? Đấy, con đấy này. À, đại cá. Không phải đại cá. Đó là đại cá. À, có gì cho mày ăn đâu mi. Ô, ngon. Đủ má. Từ thôi ra gặp măng phát. Mày gặp mấy con hải cẩu à, mấy con miếng cua nữa. Có nhưng mà đam miếng. Đây. Ô giờ tao mới biết là gặp nhiều thịt quái vật là cũng biến hình rồi. Đúng quá. Đây cứ giờ biết. Thực ra có thể biết lâu rồi nhưng mà quên mất. Một bên đi cho này. Ê, cho nhà mình là nhắm trong chai này. Ủa? Cho nó dây của người ta đấy. Ôi, đi thế này. Anh, em banh cho anh 500k về theo. Nó mở ra cái đảo mặt trăng thôi. Thế là tí nó vàng nhé. Kéo. Không mẹ đi em trốn. Ô anh Mai ơi, thì đâu? Đây. Mất dầu. Mê cho nó móc mấy cái này mấy cái miếng lại rồi nó có gì em. Ô lại thịt quái vật. Ở đâu? Chơi đảo đây rồi. À thịt này ngon. Xin cô đi tiếp. Thôi rồi không. Về. Thế đủ. Đá đi về không? Nhặt hết mọi thứ cầm về.
Cái bàn đâu? Mày dạ. Bàn không chơi đâu. Biết đéo không? Các kiểu ấy mẹ đủ mà đi ra này nó bảo cục vàng đủ đi mẹ lừa tao. Đúng á, 22 cục không biết đấy. Thế là ít hay nhiều. Bây giờ ta móc từ trên kia ra móc cả tuyết lên, bay tuyết. Móc vào trong kia. Phải cứt bỏ cánh cụt này ăn băng. Thôi cho mình nghe, con mẹ. Cà vãi. Sao chế nhỉ, nghe như vật này kè. Game này xì tin thế nhỉ. Bây giờ ta nhá, nhảm quá rồi. Ờ, đợi đi. Ê, bao game lại phát tao mở cửa chị em á. Không nhờ gì không, mẹ tao bắn à. Tao đang chế cái đèn. Chế đấy. Cái đèn. Chế đấy. Cái đèn lâu. Okay, let's go, please. Mày ơi. Mày ơi. Mày ơi. Dễ nhé. Let go, let go. Mình nhìn mày xanh kìa. Xanh kìa. Bạn thương ta. Còn mày đâu rồi? Tao đang nhặt đồ. Mày biết mình dễ đồ. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi, về. Ê, né né con rùa ấy, thịt mẹ ơi. Thôi, chỉ nghỉ hẳn thôi, em cứt đi. Nhưng mà cái này là bốc cứt mồm em ạ. Bốc hết luôn. Bốc một đống cứt kép mồm. Nhạy mồm rồi. Nhạy đi. Nhạy được bao nhiêu đồ nữa, nó ra lắp kè, mắt phổi, cháy. Mấy tao vừa đến đục nhà con hải cẩu, à đâu con là con đầu quầy gì trên biển đấy, nhưng chung mà nó tắm cướp. Hải ly, hải ly dài cá gì đấy, không biết được. Dài mày. Đâu ăn đi mày, lâu ăn đi mày. Đây 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 đây. Em thích ăn gì nào? Táo qua để trên trên sàn ấy, lấy thì lấy mỗi thằng cái. Tao có cướp đây mày, ngon. Ủa chó 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 chó, anh em ơi chó chó chó. Giao ấy Hưng đặt tước à? Cứt mày. Gì cơ? Ngân cứt đấy. Không phải tin lỗi. Được đấy. Anh thích cái này hoạt động. Mẹ thằng nào xa ấy? Thò xây cái bếp xa đấy, cái lùng quá. Bếp nào? Xa đéo gì? Vừa mà. Không, cái bếp này, thấy không? Bếp này hơi xa tí. Xa đèn á? Hay là xa cái gì? Xa tủ lạnh. Đấy, cái đèn của tao phát ra nhiệt này, cái quả này, cái cục này của tao. Ồ, chỗ quá, chỗ quá, chỗ quá. Giờ biết à? Giờ biết à? Giờ mới đi, à mà thằng Hưng bảo tặng quà, à cái này, cảm ơn nhé. Ồ, oh, đi mẹ ơi. Cho. Cho bao đâu, cho bao đâu. Ồ, oh, thịt. Thấy chưa? Ồ, oh, Hưng hoàng rồi. Đang bắn chó. À, con. Bán xong rồi bán chỗ ở Hưng, em không biết bán. Đúng rồi, đó không khạc cấp mua ở Hưng. Mang được đi con nách rồi. Ôi giời. Ôi giời. Nên là đứng tạm ở đây hiểu không? Không bỏ chạy. Nhưng mẹ lúc Hưng tồi tệ nhất là lúc tao tốt nhất rồi. Mẹ mạo phải không được, thấy không? Quay. Mày phải biết mày bảo kê tao chứ. Đấy thì tao chạy qua, tao chạy đánh chó mày còn gì. Thế là kìa, tao tưởng quái Hưng đang bắn kia, tao cũng không quan tâm lắm. Ừ, đúng rồi, ban đầu tao tưởng Hưng chạy ra kia để bắn chó. Lùng quá.
Đó là do tao nghĩ quá nhiều. Mà gì? Đó kỳ vọng quá nhiều. Nhện đánh tao chúng mày ơi. Mày bắn đá, nhện đánh tao. Kêu. What the fuck? Kêu. Kêu. Rồi. Còn một nửa cây. Rồi, xử lý rồi. À, vàng cất đâu nhỉ? Đưa tao tất cả rồi. Đây. À. Ô, than đâu nhỉ? Không biết là cái nguồn than này. À đây. Cứ mấy cái nút combat này yên là ngạc quá. Đây thế. Ờ, giờ đi kiếm hải cẩu thôi. Ủa quá. Hải cẩu đâu không? Ờ, tao biết một chỗ có 3 con lợn nhưng mà nó mạng lác lắm, tao không đi được. Ồ, vãi lộn luôn không? Cô nói như không đáng kể. Đây đi, bộ nha. Đi. Ờ... Ờ, đi kia cất đồ. Đấy. Đi thôi. Đấy. Đấy đi, cần chuẩn bị tí đồ để con đi. Ủa, các thứ. Mưa này, mưa này. Ơ, có đâu nhỉ? À đây. Đây, thơ mồ sô này. Vậy, ok. Đồ ăn nữa. Mày cứ bắt đến được mà, lúc qua làm gì của mày không? Nó có cái che giấu này. Ngày mai nó sẽ đào vàng để bắt đầu bán mấy vàng. Rồi đi rồi. Mà mày có gậy cả chưa? Ê gậy Hưng ấy, Hưng. Hưng. Đưa đây. Ê, lông chim thấy không? Đưa gậy của mày cho tao. Để tao cầm gậy của mày. Bánh họa. Chim ơi, lông chim thấy không? Lông chim chứ. Đấy đúng rồi, đi rồi. Vãi chim này. Ê, thì mẹ cho chim ăn nhé, không chim chết được. À, lâu ta sẽ cho ăn. Thôi đi rồi, kết của mày. Đây là em một cái lối. Ồ, thằng Hưng chạy nhanh nhỉ. Tại mày cho nó cầm cái gậy. Tao đâu biết là nó còn dày bút tốc độ của siêu nhân đâu. Ồ, nó... À, đây. Ồ, gậy băng đấy. Không. Thử nói trước nhé, kể giờ chúng ta sẽ bua băng vào vùng đất tím, anh em để ý tập trung này. Nó chạy thẳng là không sao ấy. Định bỏ ấy. Biết là cái băng hả? Cái băng nào vậy? Nãy có thấy rồi. Thôi. Có mấy cái cỏ sẵn cho tí để sau nhà xong. Thôi. Ồ. Ôi. Dạ, đến nơi nha. Sao vậy? Đi ra. Cái mẫu đáng này em đi. Ô, ngon. Mày đi đến bốc rồi mày. Tao với cái bên em. Chuẩn bị đến cái đầu tiên nhé. Ok. Đấy. What the fuck? Có cắm trại ở đây vài ngày để đào vàng không? Có. Tao xử mấy con chó nào đuổi con hải cẩu đi. Ê, tha con chứ, tha con sau đấy con lớn nữa. Ờ, tao có làm gì em? Được. Không có. Nhà
thứ hai đâu hả mẹ Hưng ơi? Nhà thứ hai. Nhà thứ hai đâu? Ố, ngon đấy. Thu quản được. Để thu được mà. Đây, góc trên này. Thấy đi. Mẹ bán trước, đéo thu được. Cầm cho sửa đây. Răng chó kìa, răng chó kìa. Nhà răng chó này. Trời ơi, hãy có luôn. Dạ, yeah, nó đang đánh nhau với quả con chim rồi. Thấy không? Chặn đâu, chặn đâu. Họ đi rồi. Ôi giời, đứng góc phải đi rồi. Ê, kia con chim luôn đi. Nhanh chạy đi nghỉ ngơi nè. Mất chúng ta không đo, mất chúng ta không đo. Nè, yeah, cái đèn này sửa luôn nhé. Thôi, cái này cho nó. Cái này cho hay. Đèn này sửa được mà. À, đèn nấu ăn. Này, cho mày cái mũ này không? À, mũ này tăng não không? Hay phết. Không, quan trọng là giữ nhiệt thôi, chứ còn mũ của tao này giữ nhiệt là không cho mũ được. Là mua thằng Hưng tăng não. Vâng. Ai? Mà có não rồi. Thì mẹ tao 7, 6, 4 não. Thay đổi cho Hưng. Ê, đổi Hưng này. Đổi ra đấy. Thấy mũ xịn không Hưng ơi? Mũ ấy có cả ấy không em? Có cả ấy. 15% luôn. Ôi, cầm nè. Có gì tị vậy? Hỏi lên bảo mình tốt. Tốt rồi đi. Ê, tao có thịt này, thằng nào nói không? Không à. Ôi, tắt đèn đi. Không cần tắt đi. Để nó sửa đi. Đây cũng sửa đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Thứ ba rồi. Quan từ tôm cho. À, gần đây có hố run này, nhảy làm về nhà ấy. Thế đi. Hình như thế. Gần đây là chỗ đầm này, chưa tạo. Không phải chỗ đầm này đâu. Bên nhà cái đâu? Đâu, chỗ tiếp theo. Đây, sẵn con đi đây, tao đánh chó. Ô, có gem này Hưng ơi. Đưa sang tao cầm nha, cầm gem. Oh yeah, must solo lose. Có không? Ngon. Kệ con đi. Ôi. Tao lại đút cái này biến này vô lại. Tao đi đào vàng đây. Hay đâu em? Tao đi đào vàng.
Hay đâu có gì quá hay với mình. Không. Xin lỗi. Không. Những hình tốn não lắm, đau đầu. Đau đầu sống mặt qua mắt tụi trai. Mày đâu có cho đau đâu. Còn là cục rập buôn ách xa không chứ. Bỏ đâu nhỉ, mình nhận cần bỏ. Bỏ gần mua lợn rồi. Ok, ta về đi. Ô, đừng về. Cắm trại đây mấy hôm đi. Mấy con kia nó còn lớn nữa mà. Đi hiểu lớn đi quay lại. Nói. Và là đi lâu lắm em ơi. 1-2 ngày nó lớn rồi. Ở đây đào vàng đào băng luôn. Theo đi. Để ta về. Hoặc mày có thể nhảy hô run xem nó có gần nhà không? Không nhớ là hơi gần nhà. Cũng gần nhưng mà không gần. Cũng gần nhưng không gần lắm. Kẻ. Nghe chén đứng đây rồi. Ô, có môi tàu lại rồi. Vẽ rồi. Mấy nghe rồi. Rồi mà. Ừ. Ba. Không ngờ đấy. Vàng đâu hết rồi, vàng gì kia. À, đúng mà đúng rồi. Ở vàng đâu. Quái này như rằng máy lát nhá, để kiểu cái tình cố tình à? Cái gì cơ? Cứ đến gần mấy ổ quái máy nó sẽ bị lát nhá, đơ nhá, cố tình cái chắc. Nó sợ. Cái trời đang chậm chỉ. Mất đi skill giúp u n a i à, ngoài ra thì cái đèn của tao còn để giúp tao kiểu không bị nóng vào mùa hè nữa. Đéo gì rồi? Điền đéo ảo ấy. Ở thêm cái nữa đi anh trai. Đúng rồi, làm nhiều quá anh trai. Bập đêm. Nghe nó vừa giữ ấm rồi nó vừa làm lạnh luôn nhé. Hả? À. Quả đèn mẹ em đứng bãi trưởng rồi. Đồn len à? Tất cả một cái xẻ. Bây giờ có rồi. Hôm nay đi đào vàng. À không, hôm nay đi cứ được.
hết cỏ này. Hết rồi. Ê, có con mô le kìa. Mô le là con gì? Cái con cái thứ nhé. Em ơi, mày có thể dừng game lại một tí đâu, để tao lên lấy sạc điện thoại, sạc điện pin. Vâng. Xong chưa bạn? Đúng vậy, nó gọi là nhan thị sắc. Ui, có trường tên là trường Trung học phổ thông Thống Nhất chúng mày. Ok. Tiếp em mày, đi mẹ mày. Nhai đéo ấy. Giúp đi, chó mất rồi. Được rồi. Tới đây tao bị bắt đi ngủ rồi. Quay. Biết sao rồi. Mẹ bố mày đang ngủ cả ngày để chơi game đấy. Grrrr.